ý nữa mà mình thấy thích, đó là khi nói chuyện với khách hàng thì chúng ta không nên là đi thẳng vào vấn đề ngay, mà trước tiên là chúng ta hãy tạo sự thân tình vui vẻ, chia sẻ bằng cách nói những câu chuyện phiếm, những câu chuyện nó không tập trung vào cái mà mình cần, để cho khách hàng cảm giác là thoải mái, không cảm giác là bị mua hay là bị bán, thì là để cho khách hàng tự nhiên nhất. Và mình nghĩ là trong tất cả các cuộc bán hàng thì hãy cứ chân thành, cởi mở và trao giá trị thực sự cho khách hàng, phục vụ tận tâm thì khách hàng sẽ rất là yêu quý và các cái sản phẩm của mình cũng sẽ đến được tay của khách hàng. Cảm ơn chủ giảng Quang Huy rất là nhiều, và rất là nhiều câu hỏi mà chủ giảng Quang Huy đã đưa cho mọi người, và rất mong là những cái bài giảng tiếp theo thì chủ giảng Quang Huy sẽ trao giá trị nhiều hơn nữa cho tất cả các anh chị em trong phòng Zoom. Nếu mà chúng ta tham gia vào quá trình bán hàng, còn trừ những người mà không tham gia quá trình bán hàng thì thôi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta nếu tham gia quá trình bán hàng thì chúng ta kiểu gì cũng có những cái suy nghĩ như vậy. Cái suy nghĩ thứ hai mà chúng ta thường có khi mà chúng ta bắt đầu một cuộc bán hàng đó là gì ạ? Đây hẳn là một khách hàng rất là tiềm năng. Đấy. Họ cần cái sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Đó. Và họ sẽ thích mình. Đó. Vụ này khả năng thành công rất cao. Rồi. Đây là một cái suy nghĩ thứ hai. Đúng không ạ? Suy nghĩ đầu tiên là thôi chưa chắc đã thành công đâu, cứ thử xem nào. Suy nghĩ thứ hai đấy là vụ này ngon quá, phải chiến thôi. Đấy, kiểu kiểu vậy. Khách hàng sộp quá, khách hàng này có tiền, này, giàu có, này, ví dụ kiểu kiểu vậy. Thì dù mình suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa, thì có thể nó sẽ có thành công hoặc là không thành công. Đúng không ạ? Dù mình suy nghĩ là tích cực hay tiêu cực, thì nó vẫn có thể thành công và không thành công. Tuy nhiên, theo thống kê, tỷ lệ thành công của những cái người mà suy nghĩ tích cực trước khi mà mình bắt đầu làm việc, gọi điện hoặc là đến cuộc hẹn với khách hàng thì cao hơn. Nó phải cao hơn gấp đôi so với cái tỷ lệ của cái suy nghĩ tiêu cực trước khi mà chúng ta tới gặp khách hàng. Như vậy là gì ạ? Ở cách số 2 ấy, tỷ lệ bán hàng thành công cao hơn rất nhiều, nó không có con số chính xác đâu, nhưng mà nó cao hơn rất nhiều so với việc mà gì ạ? Với cái phương án thứ nhất, đấy là chúng ta bán thì chưa chắc đã bán được, nhưng mà thôi cứ thử xem nào, đường nào mình cũng phải bán. Đó. Vì vậy là chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải suy nghĩ tích cực hay là suy nghĩ tiêu cực. Bạn suy nghĩ tiêu cực cũng được, suy nghĩ tích cực cũng được. Đấy. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta muốn bán hàng thành công và chúng ta muốn phát triển thì đây là một lựa chọn. Được không ạ? Đây là một lựa chọn. Và ví dụ như này, nếu ngày hôm nay anh chị em nào mà bật cam thì chúng ta sẽ có một ngày bán hàng cực kỳ thành công. Được không ạ? Nếu anh chị nào buổi sáng ngày hôm nay mà bật cam thì chắc chắn chúng ta sẽ có một ngày bán hàng thành công. Nào, bây giờ anh chị em nào mà đang tắt cam mà chúng ta muốn bán hàng thành công thì chúng ta có 3 phút để bật cam. Ok không? Nhé. Đấy, bắt đầu tất cả những cái việc bán hàng ấy nó bắt đầu từ cái suy nghĩ của mình. Suy nghĩ của mình mà không tích cực, suy nghĩ của mình mà không tin tưởng rằng mình có thể bán hàng thành công thì tỷ lệ thành công nó giảm xuống. Còn kể cả bạn suy nghĩ tích cực thì đôi khi nó vẫn thất bại, vẫn không thành công bình thường nhé, chứ không có nghĩa là cứ suy nghĩ tích cực là thành công. Nhưng mà sao ạ? Tỷ lệ mà suy nghĩ tích cực mà bán hàng thành công cao hơn rất nhiều. Ok không ạ? Ok nhé. Rồi.
Tiếp theo, trong cái hành động, trong cái việc mà mình có thể là tăng cường cái việc mà bán hàng thành công ở trong cái phần này, bởi vì nó có 10 nguyên tắc. Anh chị em tưởng tượng này, mỗi nguyên tắc ấy thì nó sẽ giúp chúng ta tăng thêm khoảng độ 10%. Nếu mà mình làm đúng cái nguyên tắc này thì coi như mình có 10% cơ hội để mà bán hàng thành công. Vậy là nếu như mà chúng ta suy nghĩ tích cực là chúng ta có 10% bán hàng thành công. Còn nếu mà chúng ta suy nghĩ tiêu cực thì chúng ta có khoảng 0% hoặc 1-2% ở trong cái 10% này. Ok không ạ? Đó. Và một số cái hành động, phù hợp với cái nguyên tắc này. Đó là trước khi mà diễn ra cuộc hẹn với khách hàng ấy, trong 100 lần sắp tới thì hãy viết ra những kết quả tích cực. Đấy, mình viết xuống cái kết quả tích cực, những điều tốt đẹp mà mình mong chờ sẽ xảy ra. Và đến cuối buổi, chúng ta sẽ viết xuống những việc mình đã có thể làm để khiến mọi chuyện có thể tốt đẹp hơn. Được chưa ạ? Đây là một cái bài tập để mà chúng ta giúp cái việc mà rèn luyện cái suy nghĩ tích cực trong mỗi một cái lần bán hàng. Ok không ạ? Nếu chúng ta thực sự mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn, chúng ta thực sự mong muốn có nhiều khách hàng hơn, thì chúng ta hãy rèn luyện cái nguyên tắc này bằng cách là gì ạ? Viết xuống, hoặc không viết xuống thì ít nhất anh chị em cũng tưởng tượng ra cái kết quả tốt đẹp mà mình mong muốn. Ví dụ như khách hàng sẽ mua hàng ngay lập tức này, khách hàng sẽ chuyển tiền khoản cho mình này, khách hàng sẽ thích cái phần giới thiệu của mình này, được không ạ? Khách hàng sẽ đồng ý này. Đấy là những cái điều tích cực mà mình mong muốn, đúng chưa ạ? Và sau cái quá trình bán hàng thì chúng ta ngồi chúng ta tưởng tượng ra, có thể không cần viết xuống thì chúng ngồi tưởng tượng ra là chúng ta có thể làm được cái điều gì tốt hơn để cái kết quả mong muốn nó xảy ra. Một thế thôi. Ok không ạ? Rồi. Sau khi mà chúng ta làm cái điều này 100 lần thì nó sẽ trở thành cái suy nghĩ thường trực và thói quen của chúng ta. Và khi đó thì chúng ta không cần phải cố gắng làm việc này nữa, thì nó vẫn sẽ gì ạ? Nó diễn ra một cách rất tự nhiên. Và nếu mà chúng ta viết xuống ấy thì chúng ta sẽ thống kê được là tỷ lệ thành công của mình nó tăng lên như thế nào. Càng về sau, tỷ lệ thành công của mình sẽ càng tăng lên. Đó, vì vậy là chúng ta viết xuống thì nó sẽ có cái cơ hội để giúp chúng ta kiểm soát nó tốt hơn. Ok không ạ? Rồi, nguyên tắc số 2. Nguyên tắc số 2 đó là tin tưởng. Đúng ạ? Ở cái nguyên tắc số 1 nhé, nguyên tắc số 1 anh chị em ghi xuống cái lời 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 răn, hay lời răn dạy giống như kinh thánh ấy, nó có lời răn ấy. Thì tôi nghĩ mình có thể, đấy, tôi nghĩ mình có thể, đấy, chỉ cần ghi mỗi từ đấy thôi, đấy lời răn là tôi nghĩ mình có thể. Nguyên tắc số 2 đó là niềm tin hay là sự tin tưởng. Sự tin tưởng. Để mà bán hàng thành công, chúng ta phải có niềm tin vào công ty, niềm tin vào sản phẩm, niềm tin vào mô hình kinh doanh và niềm tin vào khách hàng, à niềm tin vào chính mình. Nếu không có những niềm tin này thì chúng ta sẽ chẳng làm được gì hết, chúng ta sẽ chẳng bán được cái gì hết. Hơn nữa, chúng ta cũng cần phải tin vào rằng là khách hàng muốn mua những cái sản phẩm của mình chứ không phải là mua sản phẩm khác, và muốn mua từ mình chứ không phải mua từ người khác. Và mình có biết ai là người quan trọng nhất trên thế giới này không? Vâng, đúng rồi, chính là mình. Mình chính là người quan trọng nhất trên thế giới này. Nếu mình không còn trên thế giới này thì chẳng còn gì quan trọng nữa, có phải không ạ? Vì vậy là gì ạ? Niềm tin sẽ quyết định số phận của mình. Mình tin rằng mình có thể thành công, mình tin rằng mình có thể làm được. Đây là một trong yếu tố vô cùng quan trọng. Tiếp theo nữa, mình tin vào cái mô hình kinh doanh mà mình đang lựa chọn. Cái mô hình kinh doanh này nó có dễ dàng giúp mình đạt được cái mục tiêu mà mình mong muốn hay không. Sau đó mình tin vào cái công ty mà mình đang lựa chọn, hoặc là công ty mà mình đang xây dựng.
thì cái công ty mà mình đang lựa chọn đó, những cái con người trong công ty đó, nó họ có đạo đức không, họ có tâm không, có tầm không, đúng không ạ? Đấy. À, có tuệ không? Đấy. Những người lãnh đạo trong công ty họ có thực sự là những cái người mà đáng để mình tin cậy hay không? Đây là điều vô cùng quan trọng anh chị. Một công ty thì nó có rất nhiều yếu tố về thương hiệu, về những cái con số. Nhưng tất cả cái điều đó nó thể hiện cái gì ạ? Nó thể hiện cái người đứng đầu công ty ấy, họ có năng lực hay không? Thứ nhất họ có năng lực hay không? Thứ hai họ có đạo đức hay không? Đúng không ạ? Đấy. Nếu họ không có một trong hai cái yếu tố đấy thì chúng ta không thể tin được. Được không ạ? Có tài năng nhưng phải có đạo đức nữa. Và nếu chúng ta là lãnh đạo công ty đó thì chúng ta có hai cái này không? Được không ạ? Bao nhiêu anh chị em tin rằng chúng ta đang kết hợp với một công ty mà trong đó những người lãnh đạo có tài năng và đạo đức thì comment xuống là số 4 thôi ạ. Nếu anh chị em tin rằng điều này thì comment số 4. Hoặc nếu mà công ty đấy là công ty của mình thì mình có tin rằng là mình có tài năng và đạo đức hay không? Nếu mà có thì comment số 4 thôi ạ. Còn nếu anh chị em không tin, nếu anh chị em không tin hoặc anh chị em không có cái, chưa có một cái công ty nào giống như vậy để mình kết hợp thì làm sao ạ? Đơn giản lắm, đó là mình đi tìm một cái công ty giống như vậy để mình kết hợp. Rồi, tiếp theo nữa, chúng ta cần phải tin tưởng vào cái sản phẩm mà chúng ta đang cung cấp. Đấy, tin tưởng vào cái sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta đang cung cấp. Chúng ta tin rằng sản phẩm dịch vụ này là tốt, là cần thiết và điều đặc biệt là nó tốt cho bản thân mình. Nó tốt cho bản thân mình. Tuy nhiên có nhiều cái sản phẩm đôi khi mình không sử dụng, mình không trải nghiệm thực tế. Ví dụ như này là Huy có một cái ngách bán cái sản phẩm mà sinh lý nam, sinh lý nữ ấy. Thì có những sản phẩm mà Huy không có dùng. Huy không có dùng. Ví dụ sinh lý nữ Huy đâu có dùng đâu. Đúng không ạ? Thế thì làm sao mình trải nghiệm được, làm sao mình biết nó tốt? À, mình biết nó tốt dựa trên những cái phản hồi từ khách hàng. Đúng không ạ? Như vậy là có những sản phẩm có thể là mình không dùng trực tiếp, nhưng mình hoàn toàn có thể cảm nhận được bằng gì ạ? Bằng cách mình cho người khác dùng, bằng cách mình cho những người thân xung quanh của mình dùng. Được không ạ? Ok không ạ? Và đấy vẫn là câu chuyện của mình. Mình không trải nghiệm thực tiếp, nhưng cái người thân của mình trải nghiệm trực tiếp, họ chia sẻ cho mình. Và đấy cũng là câu chuyện của mình. Ok không anh chị em? Như vậy là gì ạ? Mình tin vào sản phẩm, mình tin vào những cái trải nghiệm của khách hàng. Bởi vì khách hàng họ trải nghiệm, họ sẽ nói thật lắm. Chỉ người bán mới nói không thật thôi, chứ còn người dùng họ mà nói thật lắm. Vì vậy là gì ạ? À, chúng ta có nhiều người ấy, hôm trước có người hỏi Huy như này, bảo là em chẳng biết bán thế nào cả. Thế thì Huy mới hỏi là thế em đã hiểu về sản phẩm chưa? Bảo em mới hiểu sơ sơ thôi. Thế bảo sao em không tìm hiểu? Em bận quá em chưa tìm hiểu được. Thế xin thưa với anh chị em là chúng ta muốn bán hàng, muốn thành công, muốn kinh doanh, muốn kiếm được tiền mà chúng ta lại không dành thời gian để nghiên cứu về sản phẩm, không hiểu biết về sản phẩm, không hiểu biết về công ty thì bán làm sao được ạ? Bán bằng cái gì ạ? Người ta bảo bán hàng bằng niềm tin. Bây giờ niềm tin mình không có thì mình bán cái gì được? Đúng không anh chị em? Đấy. Vì vậy là trước khi mình bán hàng mình phải dành thời gian để nghiên cứu, để kiểm tra, để mà trải nghiệm cũng như là để hiểu hơn về nó. Đó. Và chúng ta phải tin tưởng rằng cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta ấy là có những cái ưu thế, có sự độc đáo. Chứ còn nếu mà bây giờ mà chúng ta lựa chọn một cái sản phẩm mà chúng ta bảo là sản phẩm của em chẳng có ưu thế gì, chẳng có độc đáo gì, chẳng có sự khác biệt gì so với cả những đối thủ cạnh tranh, so với cả những người khác. Xong rồi mình bảo là được, em học rất nhiều các cái phương pháp bán hàng khác nhau, nhưng mà sao ạ? Mình lựa chọn một cái sản phẩm nó không đúng, lựa chọn một cái sản phẩm sai, lựa chọn một sản phẩm mà không có USP, đấy, không có một cái tính độc đáo nào cả, không có cái yếu tố mà khác biệt gì cả. Thì làm sao ạ? Thì mình khó bán. Cho nên là gì ạ?
lựa chọn cái sản phẩm làm sao cho nó dễ bán. Đấy là một cái điều rất quan trọng. Không phải là sản phẩm dễ bán mà cái sản phẩm mà có tính độc đáo. Đôi khi sản phẩm tính độc đáo không phải là sản phẩm dễ bán, nhưng mà lại sản phẩm mà có khả năng bán được với một cái sự gọi là khi mà mình chia sẻ cho khách hàng ấy, thì họ thấy nó sự khác biệt. Còn sợ nhất cái sản phẩm mà không có gì khác biệt thì chẳng biết nói cái gì luôn. Mà nếu mà có bán được chăng nữa thì lợi nhuận không cao. Bởi vì sao ạ? Bởi vì bắt buộc những cái sản phẩm như vậy mình phải cạnh tranh về gì ạ? Về giá. Tức là gì ạ? Giá của mình phải rẻ nhất thị trường. Đấy là sự khác biệt. Đúng không ạ? Và nếu mà lúc nào cạnh tranh về giá thì sao ạ? Thì mình chết trước. Bởi vì sao? Bán hàng mà không có lãi, hoặc lãi ít. Đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em đang bán cái sản phẩm mà không có sự khác biệt nào gì trên thị trường. Tức là gì ạ? Rất là dễ để mà là ai cũng có thể bán được, ai cũng có thể mua được, và nó dễ, quá dễ dàng để người ta mua, hoặc là có nhiều người bán, quá nhiều người bán đó, thì cũng là cái sản phẩm mà khiến cho chúng ta phải cạnh tranh về giá rất là nhiều. Ok không ạ? Rồi, và hành động trong cái phần này đó là chúng ta hãy viết xuống 4 cái câu hỏi why, 4 câu hỏi tại sao. Tại sao tôi lại tin tưởng vào công ty này? Đấy. Tại sao? Câu hỏi why thứ nhất là tại sao tôi lại tin tưởng công ty này? Câu hỏi why thứ hai đó là tại sao tôi lại tin tưởng vào sản phẩm và dịch vụ này? Câu hỏi why thứ ba đó là tại sao tôi lại tin tưởng vào bản thân mình? Và câu hỏi why cuối cùng đó là tại sao tôi phải tin tưởng rằng khách hàng sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu sử dụng sản phẩm dịch vụ này, sản phẩm của mình ấy. Được không ạ? Rồi, đây là 4 cái niềm tin không thể đạp đổ để bán hàng thành công. Được không ạ? Nguyên tắc số 3, có 10 nguyên tắc cho nên là Huy sẽ đi khá là nhanh anh chị em. Nguyên tắc số 3 đó là thu hút. Hãy thúc đẩy mối quan hệ cá nhân, đừng nên bắt đầu cuộc trò chuyện sặc mùi bán hàng. Trước khi mà chúng ta bán hàng, chúng ta hãy làm bạn với khách hàng của mình. Trước khi mà chúng ta đưa hợp đồng ra để khách hàng ký, hoặc là trước khi chúng ta đưa ra cái câu nói gọi là chốt sale, thì chúng ta hãy giúp cho khách hàng gần gũi với mình hơn. Ở trong môn quyền anh, môn đấu boxing này, thì ban đầu ấy, thì hai võ sĩ vào, khi mà vào ấy, họ sẽ gì ạ? Họ sẽ dứ này, họ sẽ tìm cái sơ hở của đối thủ để họ tấn công, đúng không ạ? Và khi nào thì đối thủ sơ hở ạ? Khi nào ạ? À, khi mà đối thủ ra đòn, khi đối thủ nghiêng người phía trước, khi đối thủ ra đòn, đấy là khi mà gì ạ? Khi mà toàn bộ cái vùng này nó bị sơ hở. Khi mà đối thủ ra đòn là khi đó họ sơ hở. Vì vậy là sao ạ? Việc của chúng ta đó là hãy chờ cho đến khi nào khách hàng nghiêng người về phía trước. Nếu như mà trong một cái cuộc họp, trong cuộc hẹn, nếu như mà chúng ta gọi điện thoại hoặc là chat qua internet, thì chúng ta hãy quan sát cũng như là chúng ta hãy kiểm tra khi nào mà khách hàng cảm thấy vui, cảm thấy hài lòng với mình, cảm thấy thích mình, thì đấy là lúc mà mình ra đòn, đúng không ạ? Đấy là lúc mà mình bán hàng. Còn nếu như mà họ chưa thích mình, họ chưa quan tâm đến mình, thì đừng vội ra đòn, đừng vội bán hàng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta sẽ có những sơ hở, và khi đó sao ạ? Khi đó khách hàng sẽ phòng thủ. Khi chúng ta tấn công thì họ sẽ phòng thủ, và khi họ tấn công thì chúng ta sẽ có cơ hội để tấn công lại. Đó. Và có một câu nói rất hay như này: nếu mọi việc đều phân minh, ai chẳng muốn làm ăn với bạn bè của mình,
Nhưng nếu mọi việc thiếu phân minh, người ta vẫn muốn làm ăn với bạn bè của họ. Đấy. Nếu mọi việc phân minh, ai chẳng muốn làm việc với bạn bè của họ. Nhưng nếu mọi việc thiếu phân minh, người ta vẫn muốn làm ăn với bạn bè của họ. Đấy. Mối quan hệ và sự thân tình thực sự là một bí kíp để giúp chúng ta bán hàng thành công. Bao nhiêu anh chị em thích mua hàng từ những người mà mình quen biết? Comment xuống là số 5 Duy ạ. Vẫn là cái sản phẩm đấy, vẫn là cái giá đấy. Ví dụ như này, mình mua cái sản phẩm với cái giá như nào đó, nhưng nếu mà có người thân, người nhà mình bán thì làm sao ạ? Mình thích mua từ những người quen hơn. Nó có nhiều lý do khiến cho mình thích mua người quen hơn. Bởi vì thứ nhất, mình tin tưởng vào những người thân, người quen của mình. Nhớ là người quen là mình phải tin tưởng nhé, những người mà mình tin tưởng ấy. Cái thứ hai, khi mà mình mua hàng từ họ ấy, thì giống như là mình đang gì ạ? Mình đang giúp họ, và cái sự thân tình nó được tăng lên. Cái thứ ba nữa là mình có cảm giác yên tâm hơn khi mua hàng từ người thân, người quen của mình. Đúng không ạ? Chẳng may mà bị làm sao thì mình còn gì ạ? Mình còn có chỗ để mà mình xả, có chỗ để mà mình thắc mắc, và người ta cũng sẽ gì ạ? Sẽ ưu tiên, ưu ái mình hơn. Đúng không? Còn tất nhiên, có những người mình tưởng là quen nhưng thực ra lại không quen. Mình tưởng là tin nhưng thực ra lại không tin được. Đúng không ạ? Có nhiều người mà mẹ nó, mình mua của nó rõ ràng người quen, thế mà cuối cùng xong là gì ạ? Mình hỏng hóc các thứ, không dám gì ạ? Không dám kêu. Bởi vì sao ạ? Vì sợ mất mối quan hệ. Thì đấy không phải là cái người thân, người quen của mình, mà đấy là gì ạ? Đấy là chỉ là mình, cái người mình biết thôi. Được chưa ạ? Rồi. Chúng ta thường bắt đầu cuộc bán hàng bằng cách nào? Cách số 1 đấy là gì ạ? Chúng ta đi thẳng vào cái việc mà gì ạ? Giới thiệu về sản phẩm. Cách thứ hai đó là chúng ta nói chuyện thân tình để làm bạn. Và cái hành động ở đây đó là gì ạ? Chúng ta hãy dành khoảng 10 phút đến 15 phút đầu tiên để nói chuyện phiếm. Nói chuyện về gì anh chị em? Nói chuyện phiếm và nói chuyện về cái gì ạ? Nói chuyện 10 đến 15 phút đầu tiên để nói chuyện phiếm. Như vậy để bán hàng thành công, chúng ta phải biết cách nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm là nói chuyện lung tung, nói chuyện chẳng liên quan đến công việc hết. Tại sao lại làm như vậy? Bởi vì khi mình làm như vậy á, thì người ta sẽ không có cái sự phòng thủ. Nếu mình bục phát mình vào, mình đã bán hàng rồi ấy, thì khách hàng họ sẽ có nguyên tắc là họ sẽ phòng thủ. Đấy. Cho nên là chúng ta hãy nói chuyện về về công việc này, về nơi ở này, về sở thích này. Đấy. Ví dụ như là mình bây giờ đang ở đâu. Ví dụ đấy, có những người khách hàng mà mình không biết ấy, thì mình sẽ hỏi là bây giờ em đang ở đâu, ví dụ thế. Thì khi họ nói ra cái nơi ở của họ thì mình tìm cái điểm chung là hôm trước anh có đi qua khu đấy, hoặc là quê anh ở đấy, hoặc là quê bạn anh ở đấy, quê vợ anh, quê chồng anh ở đấy, quê chồng chị ở đấy, hoặc là quê của bạn thân của anh ở đấy, hoặc là qua bên đấy rồi nó rất là đẹp, có nơi này nơi kia đấy. Thì có những cái điểm chung, tìm những điểm chung để mình nói chuyện. Thế ngoài quê quán ra này, rồi trường học, mình học ở trường nào, đấy, mình học ở đâu, ví dụ thế, thì có cái câu chuyện để mình nói. Đấy, hoặc là về gia đình, có những người họ thích nói chuyện về gia đình, về con cái. Tuy nhiên có những người mà mới gặp thì họ không thích điều này. Đấy, hoặc là nói chuyện về những cái thành tựu mình đạt được, nói chuyện về sở thích, về thể thao. Ví dụ đợt này đang có World Cup chẳng hạn, thế mình có theo dõi World Cup không, có xem World Cup không, ví dụ thế. Hoặc là nói chuyện về những cái chuyến du lịch, mình thích đi du lịch ở đâu, kiểu kiểu vậy. Hoặc là mình nói chuyện về những cái sở thích khác trong cuộc sống của mình, những cái thời gian rảnh thì mình thường làm việc gì. Đó, thì hãy nói chuyện phiếm trong khoảng thời gian 10 đến 15 phút hoặc là đến khi nào mình cảm thấy họ nghiêng người về trước, tức là gì ạ, họ sẵn sàng mở rồi,
họ sẵn sàng mở lòng để đón nhận cái gì ạ, cái thông tin của mình, đúng không ạ? Và trong cái quá trình mình nói chuyện với họ thì mình cũng phải giới thiệu về mình. Ví dụ mình muốn hỏi họ là đang ở đâu thì mình cũng phải nói về cái nơi ở của mình. Tại sao như vậy? Bởi vì nếu như mình chỉ nói, mình chỉ hỏi những cái thông tin của họ mà mình không nói thông tin của mình thì không khác gì mình đang hỏi cung, đúng không ạ? Vì vậy là chúng ta hãy rất là cẩn trọng trong cái việc này. Ok không ạ? Đấy, hành động đó là trong 100 lần bán hàng tiếp theo, chúng ta hãy dành 10 đến 15 phút để nói chuyện phiếm. Ok không? Nhá, trước khi bán hàng. Rồi. Nguyên tắc số 4 đó là khám phá. Nguyên tắc số 4 đó là khám phá. Mọi người mua hàng vì lý do của họ, không phải lý do của bạn. Họ mua hàng bởi vì họ có một cái động lực mua hàng, chứ không phải bởi vì bạn. Không phải động lực mua hàng của bạn. Động lực mua hàng của bạn có thể khác động lực mua hàng của khách hàng, đúng không? Giống như việc mình đi câu ấy, con cá thì nó thích run, còn mình thì lại thích ăn thịt chẳng hạn thế. Thế thì mình đi câu thì mình phải móc cái mồi câu mà khách hàng thích đó. Và mình chú ý đến lời răn này: mọi người không thích bị gạ bán, nhưng mọi người thích được mua. Thế thì một trong những cái điều kiện để mà họ được mua, đấy là họ tìm ra được cái lý do tại sao họ muốn mua cái sản phẩm này. Việc biết được lý do hay động lực của khách hàng thì quan trọng hơn tất cả những kỹ năng chốt sale hay kỹ năng bán hàng nào mà chúng ta được học. Tất cả kỹ năng bán hàng đều không quan trọng nếu như chúng ta không tìm được cái động lực mua hàng của khách hàng, đúng không ạ? Cho nên việc của chúng ta đó là tìm hiểu khách hàng thật là kỹ. Thì trong cái quá trình 10-15 phút đầu tiên ấy, đó là lúc mà chúng ta tìm hiểu về khách hàng. Mình biết về cuộc sống của họ, biết về gia đình của họ, biết được sở thích của họ, biết được những cái khát khao của họ. Thì đây là cơ hội để giúp chúng ta có thể bán hàng tốt hơn. Và biết được động lực của họ thì hãy xoáy vào trong cái động lực của họ để bán hàng. Ví dụ như này, có những người họ thích những cái trải nghiệm thì bán cho họ cái trải nghiệm. Những người thích về cảm xúc thì bán cho họ cảm xúc. Được chưa ạ? Động cơ mua hàng của khách hàng sẽ dẫn thẳng bạn đến cái trọng tâm để bạn có thể bán được hàng và thúc đẩy cái khát khao mua hàng của khách hàng. Và câu chuyện của khách hàng sẽ dần dần được bộc lộ trong cái quá trình mà mình hỏi và đáp ở bên trên, ở cái nguyên tắc ở phía trước. Những trải nghiệm trong quá khứ của khách hàng sẽ quyết định họ thích hay không thích cái lời bán hàng hay là cái sản phẩm dịch vụ của bạn. Có thể sản phẩm dịch vụ của bạn rất tốt, nhưng trong quá khứ họ đã có những trải nghiệm không tốt về những sản phẩm tương tự như sản phẩm của bạn, cho nên họ đóng não. Như vậy là gì ạ? Một người thân của mình, họ rất tin tưởng vào mình, mình cũng tin tưởng vào họ, nhưng họ không thích cái sản phẩm này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ có những trải nghiệm không tốt trong quá khứ. Và đấy là lý do chúng ta cần phải tìm hiểu cái điều này. Được chưa ạ? Bạn đặt càng nhiều câu hỏi thì khám phá ra càng nhiều thông tin hay là động cơ dành cho để phục vụ cho các bước tiếp theo. Sự tinh thông của khách hàng được kết tinh từ những lần trải nghiệm trước đó, và nhiệm vụ của bạn là phải khám phá ra mức độ tinh thông của khách hàng đến đâu ở trong cái lĩnh vực mà mình đang gì ạ? Mình đang chia sẻ. Đấy. Sự hiểu biết của khách hàng là rào cản cuối cùng ngăn cản bạn để khám phá ra động cơ của họ. Những người khách hàng cực kỳ hiểu biết thì họ sẽ có những cái trải nghiệm vô cùng là gì ạ? Khác biệt so với bạn. Vì vậy, với những khách hàng có sự hiểu biết ở trong lĩnh vực của mình thì mình hãy làm sao? Mình hãy lắng nghe họ, đồng thời là gì ạ? Hãy tạo dựng một cái tinh thần, một cái tình thân, một cái cảm tình với họ trước khi chúng ta chia sẻ bất kỳ điều gì.
Cái nhu cầu khách hàng sẽ cho bạn biết mức độ mua hàng cấp bách của họ. Họ có thực sự có nhu cầu, có khao khát, có mong muốn để mà mua hàng ngay lập tức hay không. Cái mong muốn của khách hàng mang tính chất cảm xúc trong quá trình bán hàng. Càng muốn thứ gì, họ càng tìm cách để sở hữu nó. Khát khao sở hữu của khách hàng cũng giống như là nhu cầu. Họ mong muốn sở hữu một cái sản phẩm, cái dịch vụ nào đó. Và mình có thể cung cấp cái sản phẩm dịch vụ đấy trong cái thời điểm mà họ mong muốn, thì đấy là điều tuyệt vời. Đúng không ạ? Khao khát chiến thắng của khách hàng càng củng cố thêm cảm giác bán hàng, mua hàng của họ. Ở đây là những cái khao khát hay là những cái mong muốn của khách hàng. Thì chúng ta phải biết được rằng khách hàng mong muốn điều gì. Họ muốn được chiến thắng, đúng không ạ? Họ mong muốn được giải quyết các cái vấn đề, những cái vấn đề của họ. Ví dụ như là ngày hôm nay Huy bán cho anh chị em một cái gì ạ? Một cái kiến thức mà anh chị em khao khát được bán hàng thành công. Đấy là lý do đầu tiên khi mà Huy vào ấy, Huy hỏi anh chị em có muốn bán hàng thành công hay không, có muốn kinh doanh thành công hay không, có muốn gì ạ, kiếm tiền hay không, đúng không ạ? Và anh chị em nào mà muốn ấy, những người nào mà comment muốn hoặc là suy nghĩ trong đầu là muốn ấy, thì thông thường mình sẽ có khả năng đó là gì ạ, ngồi lắng nghe hết cái chia sẻ của Huy. Còn nếu anh chị em không muốn thì sao ạ, họ đã rời khỏi phòng Zoom rồi, đúng chưa? Đấy, cho nên đầu tiên đó là mình phải hỏi xem họ có muốn cái điều đó hay không, họ có muốn cái điều mà cái sản phẩm dịch vụ của mình có thể cung cấp được hay không, đúng chưa? Rồi, đam mê của khách hàng, khao khát, mong muốn sở hữu của khách hàng sẽ giúp cho khách hàng mua hàng, được chưa? Đôi khi cái sự sợ hãi của khách hàng cũng là cái động lực để giúp cho khách hàng ra quyết định mua hàng. Ví dụ một số anh chị em bán bảo hiểm chẳng hạn. Thế thì mình nói rằng là nếu như mà mình không mua bảo hiểm thì nếu điều gì xảy ra khi mà rủi ro nó đến, đúng không ạ? Rủi ro nó đến thì chúng ta phải mất rất nhiều tiền, đúng chưa ạ? Cho nên chúng ta mua bảo hiểm để mà gì ạ? Để khi mà rủi ro đến chúng ta được gì ạ? Được bảo vệ. Ok không? Thế thì nếu anh chị em bán những sản phẩm về thực phẩm chức năng, bán những sản phẩm về chăm sóc sức khỏe chủ động, thì chúng ta hãy nói về cái nỗi sợ mà họ sẽ xảy ra khi mà họ bị bệnh, khi mà họ bị những cái bệnh hiểm nghèo, khi mà họ bị những cái bệnh mà gọi là nan y, thì làm sao ạ? Thì khi đó họ phải bỏ ra tiền tỷ để họ phải gì ạ? Để họ gì ạ? Chữa. Mà kể cả chữa thì mất thời gian, tiền bạc, công sức, đúng không ạ? Rồi chữa xong thì cũng gì ạ? Không thể nào khỏe được như cũ. Cho vậy là chúng ta gì ạ? Cần phải bảo vệ sức khỏe trước. Một đồng để bỏ ra để bảo vệ sức khỏe sớm thì bằng 10 đồng để mà sửa chữa hay là để chữa bệnh. Đúng không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em thấy điều này là đúng, là hay thì comment số nào gì ạ? Là đúng được không ạ? Nếu mà chúng ta tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện cơ thể của mình, ăn ngủ đều đặn, hợp lý, đấy, ăn những thực phẩm sạch, thực phẩm thực dưỡng, đấy, rồi sử dụng những cái sản phẩm gọi là bổ trợ cho cái việc mà sức khỏe của mình, đó, thì như vậy là chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí để mà gì ạ? Để mà chữa bệnh, để mà đổ vào bệnh viện sau này. Có đúng không anh chị em? Điều này chúng ta đều biết là nó đúng, đúng không ạ? Và nói về những cái vấn đề khách hàng sẽ gặp phải nếu mà chúng ta gì ạ? Chúng ta vào bệnh viện. Nếu mà chúng ta bị bệnh thì chúng ta sẽ đau khổ như nào? Đấy, chúng ta kể câu chuyện là hôm trước em vào bệnh viện, xong rồi em thấy ui bệnh viện đông nghịt người, xong rồi một giường thì 2-3 người nằm, rồi có những người còn nằm dưới gầm giường, khổ vô cùng luôn. Đấy, đúng không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em đã từng vào bệnh viện và nhìn thấy cái cảnh này? Đấy, những cái bệnh viện mà tuyến đầu ấy, thì anh chị em sẽ nhìn thấy bệnh viện rất là đông, và bây giờ không có thuốc để mà dùng, cho nên là phải mua thuốc bên ngoài rất là đắt. Đấy, mà rất là khó khăn, không mua được thuốc để mà dùng. Đấy, có bệnh mà không có thuốc để dùng. Bởi vì sao? Bởi vì nhà thuốc nó hết rồi. Đấy, và vừa đắt mà lại vừa không chữa được bệnh. Đó.
rồi rất nhiều vấn đề nó sẽ xảy ra nữa. Đó, thì khi đó thì khách hàng họ họ sẽ tưởng tượng ra những cái viễn cảnh như vậy, mà họ cảm thấy gì ạ, họ sợ hãi và họ phải gì ạ, họ phải ra quyết định ngay. Đó, sự tham lam của khách hàng cũng sẽ là động lực khiến cho họ mua hàng. Ví dụ như là ngày hôm nay anh chị mua hàng thì em sẽ tặng thêm anh chị một món quà nào đó, hoặc giảm giá cho anh chị cái gì đó, hoặc có ưu đãi gì đó cho anh chị, đúng không ạ? Rồi, sự hãnh diện của khách hàng cũng là điều quan trọng đối với khách hàng. À, đây là thể diện của họ. Khi họ mua cái sản phẩm này thì thể diện họ được nâng cao như thế nào? Đấy, họ mua cái iPhone họ cảm thấy rất là tự hào, rất là sung sướng. Họ đi khoe với bạn bè, họ vung vẩy cái điện thoại. Họ cảm thấy là sao ạ? Họ cảm thấy họ rất là hãnh diện, đúng không ạ? Thế thì cái sản phẩm dịch vụ của mình có giúp họ làm được cái điều đó hay không? Đúng không ạ? Họ khát khao gây ấn tượng với người khác, với những người mà họ quan tâm, với khách hàng của họ. Nếu mà sản phẩm dịch vụ của mình có thể giúp được cho họ để gây ấn tượng cho khách hàng thì làm sao ạ? Thì họ sẽ rất là thích, họ sẽ mua, hoặc họ sẽ gì ạ? Họ sẽ lắng nghe cái phần chia sẻ của mình. Đúng không ạ? Sự an tâm của khách hàng cũng là sự động lực để họ ra quyết định. À, cái sản phẩm hoặc dịch vụ hay là bản thân mình có giúp cho khách hàng có niềm tin, có an tâm hay không? Đấy, ví dụ như là một số những cái sản phẩm mà họ nói là gì ạ? Bảo hành là gì ạ? 10 triệu à, gì ạ? Cam kết là trả 10 triệu cho ai phát hiện ra gì ạ? Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đấy, hoặc là phát hiện ra chất cấm ở trong sản phẩm. Được chưa ạ? Đấy là gì ạ? Gia tăng cái sự an tâm của khách hàng. Đấy. Thế là một số cái khao khát cũng như là lý do mà chúng ta có thể nắm được để chúng ta gì ạ? Chúng ta tìm ra cái động cơ mua hàng của khách hàng ở phía sau. Và cái hành động đối với cái nguyên tắc này đó là hãy liệt kê tất cả những điều bạn vừa học và sau đó nhận ra những cái nét tương đồng của bạn với những tình huống bán hàng của bản thân. Sau đó biến chúng thành hành động áp dụng vào những cuộc hẹn sắp tới. 100 cuộc hẹn sắp tới, chúng ta hãy tìm cách để khám phá ra cái động cơ mua hàng của khách hàng. Để mà biết được cái động cơ mua hàng khách hàng ấy, rất đơn giản, đó là gì ạ? Chúng ta hãy hỏi những khách hàng mà họ đã mua hàng ấy, được không ạ? Hỏi họ là tại sao họ lại mua hàng. Ok không? Hãy hỏi 100 khách hàng. Sau khi chúng ta bán hàng thành công rồi thì chúng ta hãy quay trở lại, chúng ta hỏi họ: "Ê, tại sao anh chị lại mua hàng của em? Tại sao anh chị lại mua sản phẩm này?" Ok không ạ? Có người bảo là mua để ủng hộ này. Có người bảo là gì ạ? Thì tôi cần thì tôi mua. Có những người bảo là gì ạ? Thì tôi thấy nó hay hay tôi mua. Có những người bảo tôi tò mò tôi mua. Có những người bảo là gì ạ? Tôi mua cái này bởi vì tôi thấy cái này nó giúp tôi làm được việc này việc kia. Đúng không ạ? Đấy. Thì sẽ có rất nhiều cái lý do khác nhau. Thì chúng ta hãy thống kê ra lý do nào là lý do mà khách hàng thường nói nhất. Thì đấy chính là, đấy là lý do của gì ạ? Một khách hàng mục tiêu của chúng ta. Ok không ạ? Rồi, đến phần thứ 5. Có lẽ là chúng ta không đi được đủ 10 phần đâu. Thì tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục và chúng ta sẽ làm đến phần thứ 5 này thôi. Ok không ạ? Đến cái gọi là nguyên tắc số 5. Đó là nguyên tắc về đặt câu hỏi. Nếu bạn hỏi sai câu hỏi thì sau đó bạn sẽ nhận được câu trả lời tương tự. Tức là gì ạ? Bạn hỏi sai câu hỏi thì bạn sẽ nhận được câu trả lời làm sao ạ? Không đúng với mong muốn của mình. Đó. Tức là câu trả lời sai đấy. Ok không ạ? Và thực tế đó là biết cách đặt câu hỏi là trọng tâm trong nghệ thuật bán hàng. Đấy. Có thể chuyển đổi quá trình bán hàng sang quá trình mua hàng bằng cách đặt câu hỏi. Chúng ta vừa mới nghe cái câu lúc nãy ở nguyên tắc trước đó là gì ạ? Người ta không thích bị bán hàng, họ thích được mua hàng, đúng không? Nhưng chúng ta không biết làm thế nào để chuyển đổi quá trình bán hàng thành quá trình mua hàng. Thì xin thưa với anh chị em đó là gì ạ? Đó là bằng cách đặt câu hỏi. Từ việc đặt câu hỏi, ta có thể nhận diện sự thật và động cơ mua hàng. À, cái nguyên tắc số 4 ấy, đó là chúng ta phải tìm ra cái động cơ mua hàng. Thế thì chúng ta phải sử dụng nguyên tắc số 5 để bổ sung cho nguyên tắc số 4. Đó là gì ạ? Đó là sử dụng câu hỏi
để tìm ra nguyên tắc mua hàng hay tìm ra cái động cơ mua hàng của khách hàng là gì. Không hỏi làm sao mà chúng ta biết được, đúng không ạ? Và hầu hết những gì trước đây viết về việc đặt câu hỏi đều có thể không chính xác. Những gì bạn biết về việc đặt câu hỏi đều có thể không chính xác. Như hy vọng rằng bạn có thể học được cách đặt câu hỏi làm sao cho phù hợp. Những câu hỏi phù hợp sẽ tiết lộ cho chúng ta những suy nghĩ của khách hàng khi cân nhắc về giá trị và lợi ích của việc sở hữu sản phẩm. Tuy nhiên, đó không phải những câu hỏi thông minh và chúng phải thực sự khác biệt so với đối thủ nếu như bạn không muốn bị so sánh không mấy dễ chịu với họ. Thậm chí, nặng nề hơn, khách hàng có thể mất dần hứng thú và cảm thấy nhàm chán khi trò chuyện với bạn. Hãy thường xuyên đặt những câu hỏi gợi mở ý kiến của khách hàng. Điều này không chỉ giúp bạn hiểu được những quan điểm của khách hàng tiềm năng, điều duy nhất quan trọng ở đây, mà còn là bài thử nghiệm tuyệt vời để kết thúc quá trình chào hàng. Và làm ơn đừng đặt những câu hỏi dạng như điều gì quan trọng với anh. Hãy tìm câu trả lời bằng cách đặt câu hỏi khác. Trước khi bạn hỏi khách hàng những câu hỏi như vậy thì chúng ta hãy tự đặt câu hỏi với chính bản thân mình. Tức là gì ạ? Mình có thích được hỏi những câu hỏi như vậy không? Nếu mình không thích những câu hỏi như vậy thì đừng dùng những câu hỏi đó để gì ạ? Để hỏi khách hàng. Nếu bạn không biết câu trả lời cho những câu hỏi dưới đây thì đừng nên tiếp tục trong cái quá trình bán hàng. Điều gì ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ? Tình hình kinh doanh của họ ra sao vào thời điểm năm ngoái và hiện tại? Họ sẽ sản xuất và kiếm lợi nhuận như nào sau khi mua sản phẩm dịch vụ của bạn? Họ có thể có những động cơ gì khi mua hàng? Bạn đang nói chuyện với ai? Một người có quyền quyết định hay một người phải phụ thuộc vào người khác? Nhu cầu cấp bách hiện tại của họ là gì? Họ đã có những kinh nghiệm sử dụng sản phẩm như nào trước đây? Đây là những cái câu hỏi chúng ta cần phải đặt ra cho chính bản thân mình để mà chúng ta tìm ra những câu hỏi để mà hỏi khách hàng. Tức là chúng ta cần phải biết chúng ta cần gì, chúng ta muốn gì trước khi mà chúng ta đặt câu hỏi. Đừng đặt câu hỏi một cách vu vơ, đừng đặt câu hỏi một cách chung chung, đặt câu hỏi một cách có chủ đích, đúng không ạ? Thêm một điều nữa, đó là gì ạ? Là chúng ta phải giúp cho khách hàng tiềm năng của mình thực sự lôi cuốn vào trong quá trình hỏi và đáp. Giống như ở cái nguyên tắc số 2, đó là nguyên tắc xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Trước khi mà chúng ta đưa ra một câu hỏi thì chúng ta hãy giới thiệu về cái điều đó ở bản thân mình. Ví dụ chúng ta muốn hỏi về công việc của họ thì chúng ta hãy chia sẻ về công việc của mình. Muốn hỏi về gia đình của họ thì hãy chia sẻ về gia đình của mình. Muốn hỏi về tuổi hay là tên hay là quê quán của họ thì hãy chia sẻ cái điều này về của mình. Đây là một cách rất là tốt để giúp cho họ mở lòng ra. Còn nếu không, họ sẽ tưởng là chúng ta đang làm gì ạ? Đang hỏi cung họ và họ cảm thấy khó chịu khi mà được hỏi. Làm sao để họ cảm thấy vui, họ thấy được quan tâm khi mà mình hỏi những câu hỏi đó. Ok không ạ? Và dần dần chúng ta sẽ đi sâu hơn. Khi mà chúng ta thấy rằng họ quan tâm rồi, họ thích thú rồi thì chúng ta đi sâu hơn. Đừng bụp một phát nó hỏi về gia đình, đừng bụp một phát hỏi về những cái thứ mà họ không muốn chia sẻ. Và cũng đừng hỏi những câu hỏi là ví dụ như là dạo này thế nào rồi. Khi mà chúng ta hỏi câu hỏi dạo này thế nào rồi, tức là một câu hỏi chung chung, thì câu trả lời sẽ là gì ạ? Bình thường, ổn, vẫn tốt, vẫn thế. Đúng không ạ? Và những câu trả lời như vậy thì sao ạ? Thì có cũng như không. Thực ra là cái câu hỏi đấy cũng được. Bởi vì sao ạ? Đánh giá là mức trung bình để khởi đầu một cái cuộc nói chuyện. Ít nhất thì chúng ta cũng không mong cầu gì cái câu trả lời nó chi tiết cả. Bởi vì câu hỏi chung chung thì sẽ tạo ra một câu trả lời chung chung. Đúng không ạ?
Nếu mà mình muốn hỏi về công việc thì mình hỏi là dạo này công việc bạn có tốt không? Công việc dạo này có trục trặc gì không? Đấy, có gặp khó khăn gì trong công việc không? Đấy. Và nếu mà Huy thì Huy thường nói rằng là ui dạo này kinh tế khó khăn quá, công việc của mình hơi khó khăn, công việc của bạn thế nào? Ví dụ thế. Thì mình chia sẻ công việc của mình đang khó khăn, thế họ bảo ui công việc của tôi cũng khó khăn lắm, bắt đầu họ ngồi họ kể công việc của họ. Đúng không ạ? Chứ còn mình tự nhiên mình bùng phát là ấy dạo này thế nào? Thế bảo bình thường. Bình thường là thế nào mẹ, tao cũng không biết tao mới hỏi mày. Thế thì bình thường nó bình thường chứ bình thường thế nào? Thế là coi như là gì ạ? Thế thì cáu nhau giận nhau luôn, thế là khỏi nói chuyện luôn. Đúng không anh chị em? Vì vậy hành động trong cái lần gặp đầu tiên trong 100 khách hàng tiếp theo, đó là hãy đưa ra 10 câu hỏi thông minh. Câu hỏi thông minh như nào thì chúng ta lại sẽ có những cái bài học tiếp theo để chúng ta học về những câu hỏi thông minh, được không ạ? Đấy, nắm chắc về thông tin của khách hàng, biết được mình muốn hỏi cái gì, đưa ra những ý tưởng giá trị có lợi cho khách hàng, được không ạ? Luôn đặt câu hỏi và tạo ra cuộc trò chuyện có giá trị, lôi cuốn khách hàng và kết quả tất yếu sẽ đến với bạn, đó là đơn đặt hàng. Điều này chỉ xảy ra khi bạn biết cách hỏi. Ok không ạ? Và chúng ta phải kiểm soát được câu hỏi khi khách hàng nhận xét. Câu hỏi của anh rất hay, trước kia chưa có ai hỏi câu hỏi tương tự. Như vậy là gì ạ? Chúng ta hỏi câu hỏi mà trước kia khách hàng chưa chưa từng được nghe. Chưa từng được nghe. Đấy. Ví dụ như này, khi mà có một người nào đó hỏi về sản phẩm dịch vụ của mình, thì thay vì mình thao thao bất tuyệt mình chia sẻ về sản phẩm dịch vụ thì mình quay trở lại mình hỏi cái nhu cầu của họ để chúng ta biết được cái yêu cầu của họ để chúng ta có thể tư vấn tốt hơn. Như vậy để mà bán hàng thành công thì chúng ta biết rằng chúng ta phải dành thời gian công sức để chăm sóc từng khách hàng một, không thể nào bán hàng một cách hời hợt mà có thể thành công được, đúng không anh chị em? Đấy, đừng bao giờ bán hàng một cách hời hợt. Và đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể mua khách hàng có thể mua hàng từ một cái người bán hàng hời hợt. Bản thân chúng ta cũng không thích mua hàng từ một cái người bán hàng hời hợt. Đúng không ạ? Họ chẳng muốn bán hàng thì tại sao chúng ta lại muốn mua hàng từ họ? Nhưng nếu mà từ những cái người mà rất là nghiêm túc trong việc bán hàng, rất là chăm chút trong việc bán hàng, rất là quan tâm trong việc bán hàng, thì khi đó chúng ta khách hàng cũng sẽ có một cái nguyên tắc, cũng sẽ có một cái xu hướng là họ sẽ nghiêm túc hơn trong cái việc bán hàng. Ok không ạ? Đấy. Vì vậy là chúng ta hãy biết cách kiểm soát cái năng lượng cũng như là cái câu hỏi cũng như là cái cảm xúc của mình trong cái quá trình bán hàng. Đấy. Và năm cái nguyên tắc vừa rồi có thể sẽ giúp cho anh chị em có được cái phần bán hàng tốt hơn. Có một số phần ví dụ như là những câu hỏi bán hàng thông minh thì cái này nó tùy vào ngành nghề, và Huy sẽ chia sẻ cái điều này vào trong một cái buổi khác. Thực ra trước đây thì đã có một cái module chia sẻ cho anh chị em về cái việc mà làm sao để hỏi câu hỏi thông minh, đúng không ạ? Đây là một kỹ năng cực kỳ quan trọng. Bao nhiêu anh chị em muốn Huy chia sẻ cái kỹ năng để mà hỏi những câu hỏi thông minh thì comment là tôi Huy ạ. Comment là tôi nếu anh chị em muốn được chia sẻ cái kỹ năng đặt câu hỏi thông minh. Đã. Nếu nhiều người comment tôi thì có thể thì Huy sẽ sắp xếp một hôm nào đó chia sẻ cho anh chị em. Còn nếu mà ít người comment tôi thì thôi, tức là anh chị em không cần. Mà không cần thì thôi, mình chia sẻ làm gì, đúng không? Mình chia sẻ anh chị em không cần, thành ra là gì ạ? Là tra tấn lỗ tai anh chị em lại không thích, anh chị em lại mắng là ông này chia sẻ linh tinh, đúng không? Đấy. Ok. Thì thời gian nó cũng có hạn cho nên là ngày hôm nay Huy xin phép dừng cái phần chia sẻ của Huy ở đây, và còn 5 cái phần sau nữa thì hy vọng sẽ được tiếp tục chia sẻ với anh chị em trong cái buổi sau. Ok không ạ? Rồi, xin cảm ơn anh chị em rất nhiều về sự quan tâm cũng như là comment vô cùng nhiệt tình, và chúc anh chị em chúng ta sẽ có những sự thành công trong cái công việc kinh doanh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại, và xin nhường mic cho MC vô cùng đẹp trai của chúng ta.